Quả táo cán dở, thưa quý vị và các bạn, ông vua hút máu, ông hoàng keo kiệt, đế vương làm màu. Dù có nhiều biệt danh nghe qua không mấy dễ chịu như vậy, thế nhưng Apple cùng hàng loạt các sản phẩm của mình, phải kể đến bao gồm iPhone, iPad và MacBook, vâng, từ hơn một thập kỷ đến nay vẫn chiếm trệ trên ngai vàng. Gần nhất là theo báo cáo của Interbrand, công ty tư vấn thương hiệu toàn cầu, Apple tiếp tục đứng đầu danh sách thương hiệu giá trị nhất năm thứ 9 liên tiếp, với giá trị được định giá lên đến gần 409 tỷ đô la Mỹ, tức là nó đã tăng 26% so với năm 2020, dù đại dịch kéo dài khắp thế giới. Bí mật nào đằng sau sự thành công của công ty đã khiến Google, Amazon, Disney, Samsung ôm hận suốt bao lâu nay? Điều gì biến Apple từ thương hiệu trở thành một biểu tượng văn hóa của người dùng? Lời giải sẽ có trong hashtag 247 ngày hôm nay. Nhàm chán, không đột phá như Samsung Z Flip, không vượt túi như Xiaomi Mi 11, chỉ là iPhone 13 thêm tính năng quay xóa phông, thứ mà Oppo và nhiều hãng khác đã không bận tâm từ lâu. Đó là một vài trong khá nhiều bình luận của cư dân mạng kể từ khi iPhone 13 series được ra mắt cách đây ít lâu. Vậy mà trái ngược với hình ảnh đó, năm nào có iPhone mới, năm đó lại có những hàng dài tín đồ trung thành chờ đợi như những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi. Những đám đông ấy là thứ mà không hãng công nghệ nào nói ra, nhưng đều khát khao có được như Apple. Theo báo cáo của DigiTimes, trang công nghệ hàng đầu Đài Loan, tại những thị trường đỉnh như là Trung Quốc và Đài Loan, nhu cầu khủng đặt hàng iPhone 13 khiến các nhà cung cấp ưu ái iPhone nhiều hơn những hãng điện thoại khác. Năm nay, iPhone 13 khả quan có thể bán ra khoảng 15 triệu máy toàn cầu, với Samsung, Oppo, Xiaomi và đặc biệt là Huawei đã ngã ngựa vì cấm vận. Thành tích bán hàng không mấy khả quan của các nhãn hàng này ngay tại sân nhà là minh chứng rõ nét cho sức hút của Apple. Các đại lý tại Việt Nam cũng đang cháy hàng iPhone 13 Pro Max và phải tạm dừng nhận cọc. Năm nay thì nhu cầu iPhone 13 tăng khá nhiều so với năm ngoái. Nguyên nhân một phần là do năm nay hàng xách tay rất ít và giá lại cao hơn chính hãng nên mọi người chuyển qua chọn hàng chính hãng. Tại Việt Nam, App Studio và mới đây là Top Zone của thế giới di động vừa khai trương. Các nhà cung cấp yêu sản phẩm chính hãng của nhà táo đúng theo sự trung thành của người dùng. Với rất nhiều người, điện thoại Android dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế iPhone. Và dù có đắt đến bao nhiêu, một chiếc iPhone nguyên siêu, nguyên hộp, hoàn toàn mới cũng là điều mà chỉ các nhà cung cấp hàng đầu mới có thể đảm bảo. Thật sự thì mình cảm thấy là rất là may mắn và mình rất là hào hứng bởi vì mình rất là thích màu này. Tốt hơn iPhone 12 về pin, hiệu năng và cả camera, nhưng giá lại không đổi, vẫn tương đương với năm ngoái. Đây cũng chính là một chiến thuật mạnh mẽ của Apple để người dùng nhanh chóng xuống tiền. Dẫu vậy thì có nhiều lý do hơn thế để cả thế giới phải chao đảo với sản phẩm của quả táo cán dở. Sau vỏn vẹn 2 thập kỷ, kể từ sau khi lên sàn vào năm 2000, Apple đã đạt vốn hóa 2.000 tỷ đô vào năm 2020. Đến nay, vốn hóa Apple đã đạt mức gần 2.300 tỷ đô la Mỹ. Nhìn vào tiềm năng sản phẩm của Apple, sự đa dạng trong chiến lược phần cứng, phần mềm và sắp tới có thể là ô tô với Apple Car, nhà đầu tư nhận định sớm muộn thì táo cán dở có thể cán mốc 3.000 tỷ đô vào năm 2022. Không chỉ là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới hiện nay, Apple còn là thương hiệu được định giá cao nhất thế giới 9 năm liên tiếp. Với sự xuất hiện của iPod vào năm 2001, Apple khi đó chỉ là kẻ vô danh so với Microsoft, đã nhanh chóng đuổi kịp và đánh bại đế chế của Bill Gates. Đến nay, Apple có giá trị thương hiệu khoảng 408 triệu đô la Mỹ, gấp rưỡi đối thủ lớn nhất Microsoft và bỏ xa Samsung với giá trị chỉ khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Vâng, quả táo cán dở nhưng chất lượng thì không hề dở. Để lý giải cho thành công của Apple trên toàn cầu thì điều đầu tiên chắc chắn chính là chất lượng vượt trội. Năm 2008, iPhone 3G được cả thế giới ngóng đợi ra mắt. Một sản phẩm với màn hình cảm ứng mượt mà, khác hẳn nhiều chiếc điện thoại Samsung, LG, HTC thời bấy giờ, khiến người dùng mím môi, mím lợi để thao tác. Hiệu năng khủng của chiếc iPhone bấy giờ khiến các nhà sản xuất khác nhanh chóng tụt lại. Đây cũng là khởi đầu cho nhiều thập kỷ thống trị của Apple cho tới tận bây giờ. Với hệ điều hành kín iOS, không có virus, tối ưu hiện tượng giật lag, sự mượt mà đơn giản này lại trở thành yếu tố tiên quyết cho sự yêu thích của phần đông người dùng. Khi mà mình chuyển sang dùng Android ở một cái thiết bị khác thì mình thấy khó sử dụng ấy.
Và mình cũng nghĩ là một khi mình quen với iPhone rồi và cái trải nghiệm của mình cũng rất là tốt thì mình không muốn và cũng không có ý định là đổi sang dùng một cái dòng điện thoại khác. Chiếc điện thoại iPhone 6S giờ đây vẫn còn nhiều người sử dụng sau 7 năm và vẫn được cập nhật iOS 14.7. Sự bền bỉ của dòng điện thoại iPhone khiến người dùng không tiếc tiền số tay. Đối với iPad, câu chuyện còn dễ dàng hơn khi không một nhà sản xuất nào tạm gọi là đối thủ xứng tầm. Cái tên iPad thậm chí còn được định nghĩa cho máy tính bảng nói chung với một số người dân không thạo công nghệ. Và với cộng đồng người dùng khổng lồ ngày một tăng lên, Apple từ thương hiệu đã trở thành một biểu tượng văn hóa. Trong nhiều câu nói đùa, tiếng lóng thường nhật, cầm iPhone này đã thay thế cho những cụm từ như sang chảnh, có điều kiện, thời thượng, yêu sự tối giản ở giới trẻ. Theo cảm nhận của tôi, ở một khía cạnh nào đó thì iPhone đã thay đổi cách người dùng sử dụng điện thoại. Mở khóa vân tay trên iPhone được cho là bước đệm cho nhiều hãng công nghệ cập nhật tính năng này trên smartphone của mình. Apple là một thương hiệu dẫn đầu mà họ thực sự đã chạm vào các giá trị và cảm xúc của người dùng, từ đó dễ dàng kết nối với lối sống của họ. Vì vậy, nó thực sự đã trở thành một thương hiệu hiện hữu trong cuộc sống thường ngày mà người dùng không thể thiếu. Sự dễ dùng, bền bỉ, chất lượng sử dụng từ hiệu năng đến camera, ghi âm luôn vượt trội với các đối thủ đã trở thành tiêu chí cốt lõi ấn định chiến thắng của Apple. Hệ sinh thái iOS với điện thoại, máy tính, tai nghe, nay là chăm sóc sức khỏe như Apple Watch cùng kho ứng dụng luôn tối ưu mạnh mẽ đã khiến người dùng có muốn cũng rất khó để rời bỏ nhà táo, dù cải tiến từng năm không nhiều. Ở một hệ sinh thái nơi Apple hoàn toàn làm chủ, Samsung, Xiaomi vốn phụ thuộc vào nhiều chip Qualcomm, hệ điều hành Google, rõ ràng rất khó bay cao để cạnh tranh. Vâng, rõ ràng là Apple rất biết cách chiều chuộng người dùng, dù công ty này cũng vướng mắc không ít kiện cáo. Trong bối cảnh Facebook liên tục bê bối, Apple lại càng thêm tỏa sáng với người dùng phổ thông khi họ sẵn sàng tuyên chiến, bổ sung tính năng chặn tracking dữ liệu của nhiều mạng xã hội. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thì việc sở hữu những KOL công nghệ, những phát minh tạo xu hướng đã giúp cho Apple tạo dựng một đế chế lớn mạnh. Nếu một doanh nghiệp được xây dựng dựa trên khai thác dữ liệu của người dùng, trong khi người dùng không có sự lựa chọn nào khác, thì nó không đáng để chúng ta khen ngợi, mà cần được cải cách và thay đổi. Còn giờ đây, dù vẫn còn đó những than phiền khi nhà táo bóp hiệu năng iPhone cũ bán phụ kiện giá vô lý nhưng giá cả ít vênh cao hàng năm, thời hạn sử dụng lâu dài đã biến iPhone trở thành một sản phẩm dễ mua cho người giàu và đáng từng xu đối với cả người nghèo. Vâng, còn quý vị khán giả nghĩ sao về những sản phẩm của Apple và tại sao thương hiệu táo cán dở lại thu hút người dùng đến vậy? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn và tương tác với chúng tôi qua các nền tảng số đang hiển thị phía dưới màn hình ngay bây giờ. Tới đây thì bản tin Công nghệ Sống Kết Nối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên tương tác với chúng tôi trên các nền tảng số. SME Cộng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với Fiber VNN, chữ ký số, bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử. SME Cộng mang đến cho khách hàng hệ sinh thái dịch vụ số của VNPT.